Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã quay xong cho em ở cái phần trắc nghiệm của đề số 2, cũng gồm có cứ tính là 12 câu ha, tại vì ở câu 11 này có hai đáp án các em, chiếm 0,5 điểm. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần tự luận 7 điểm. Câu 13 4 điểm và câu 14 là 3 điểm. Lấy câu 13 4 điểm này dễ quá dễ các em ha. Ở đây người ta yêu cầu là gì đây? Viết phương trình phản ứng giữa hydro với các chất sau. Nghĩa là người ta sẽ lấy hydro tác dụng với các chất mà người ta cho đấy. Hiểu chưa? Như vậy thì đầu tiên chúng ta có hydro cộng đi đây, đồng hai oxit là CuO. Được không? Được chưa? Hydro tí thầy viết xong kèm oxit. Hydro cộng với oxit sắt tư là Fe3O4 đúng không? Nhôm oxit. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái sản phẩm của nó và cân bằng. Thì đây chính là các phản ứng hydro nó khử các kim loại này này. Khử các kim loại trong các cái hợp chất oxit này. Như vậy thì theo cái tính chất khoa học thì khi mà hydro cộng các cái oxit bazơ này thì khi nó khử thì tạo thành là gì? Kim loại cộng với nước. Nhưng mà kim loại nào thì chúng ta sẽ viết kim loại đó. Đây là kim loại đồng, kẽm, sắt và nhôm. Thì đây tạo thành là đồng này, kẽm này, sắt này, nhôm đúng không? Và cái sản phẩm cộng với nó đó chính là gì? Đó chính là nước. Rồi. Đó. Các em hiểu không? Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta nữa đó chính là cân bằng. Phản ứng này đã tự cân bằng rồi. Cái này cũng vậy, đã tự cân bằng. Nhưng cái này thì chưa cân bằng này. Thì hệ số của chúng ta sắt ở đây mấy? Sắt này 3 thì thằng này sẽ là 3. Đúng không? Oxy ở đây 4 và đây 1 thì chứng tỏ đây là 4 và đây cũng sẽ là 4. Ok. Thế đó. Nhôm đây mấy? Nhôm đây là 2. Oxy đây 3 thì đây 3. Đây sẽ 3. Được không nào? Ta sẽ đi sang câu cuối cùng, câu 14 các em nhé. Câu 14. 4 điểm này cứ một phản ứng này 1 điểm thì quá ư là dễ như ăn cháo các em ha, hơn ăn cháo nữa. Quá dễ luôn. Ta đi sang câu 14 các em. Rồi, ta tiếp tục câu 14 các em. Câu này hơi khó một xíu thôi. Thì trong clip trước thì thầy nói là cái bài này là mấy điều kiện em, có hai điều kiện này, 1 và 2 này. Đúng không nào? Cho 19,5 gram kẽm vào 18,25 gram axit chlorhydrid HCl này, thu được muối kẽm clorua và khí hydro. Câu A. Làm từng câu ha. Viết phương trình hóa học xảy ra. Như vậy thì phương trình hóa học ta có kẽm cộng HCl tạo thành muối kẽm clorua cộng với hydro. Xong. Nhớ là chùa ở trên cái phản ứng này một hàng để chúng ta làm việc nha. Câu B. Đây cộng bằng ở đây là 2. Khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư, chất nào có khối lượng bằng bao nhiêu? Nghĩa là chất nào còn dư và chất dư có khối lượng bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính cái số mol dư nữa em. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải tính cho thầy số mol của hai thằng. Số mol của kẽm và số mol của HCl. Ta có. Bước đầu tiên, ta tính số mol của kẽm gọi là ban đầu. Chữ BD là ban đầu này. Kẽm lấy 19,5 chia cho 65. Số mol của HCl ban đầu sẽ bằng 18,25 trên cho 36,5. Đúng không? Clo 35,5 cộng hydro 1 là 36,5. Ở đây chúng ta tính này. Ta lấy 19,5 chia 65. 0,3 mol. Mười tám phẩy hai mươi lăm chia cho 36,5. 0,5. Như vậy thì ở đây em thấy cái tỷ lệ này, tỷ lệ 1, 2
kẽm ở đây là một mol thì HCl ở đây là 2 mol. Mà trong khi đó cái số mol ban đầu của kẽm là nhỏ hơn của HCl, 0,3 thì nhỏ hơn 0,5, chứng tỏ thằng này hết nè. Chứng tỏ chúng ta sẽ đặt, đúng không? Từ từ nè. 0,3 thì nhỏ hơn 0,5 ban đầu, nhưng mà tỷ lệ đây là 1,2. 1,2 thì chứng tỏ thằng này á đặt lên 0,3 thì nhân lên đến đây là nó trở thành là 0,6. 0,6 mà 0,6 ở đâu? Ý thầy mình đang nói là nếu chúng ta đặt 0,3 ở kẽm ở đây. Đúng không? 0,3 kẽm thì chúng ta suy ra HCl là 0,6. Kem lấy 0,3 nhân 2 thì HCl tham gia phản ứng là 0,6. Thì chúng ta tính nhẩm trước em. Trong khi đó HCl ban đầu chúng ta chỉ có 0,5. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là thằng kẽm là dư, HCl là hết. Được chưa? HCl hết nên chúng ta sẽ đặt thầy đây là 0,5 mol ở đây. Tỷ lệ 1,2 thì chúng ta suy ra thằng này sẽ là bao nhiêu? 0,25 mol này. Chứng tỏ thằng kẽm sẽ là dư 0,05 mol. Em ghi thầy là theo phương trình phản ứng. Ta có số mol của kẽm phản ứng, kem ghi chữ Bu là phản ứng, sẽ bằng 1/2 số mol của HCl, sẽ bằng 1/2 nhân cho 0, mấy nhân 0,5 thì sẽ bằng 0,25 mol. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra số mol của kẽm dư sẽ bằng số mol của kẽm ban đầu trừ cho số mol của kẽm phản ứng. Như vậy bác, cái này đòi hỏi chúng ta phải nhẩm tốt nhá, phải nhẩm tốt. Nếu mà nhìn như này á, nếu tỷ lệ đây là 1:1 á thì kẽm ở đây chắc chắn sẽ là hết và HCl dư này. Nhưng em để ý này, đây là tỷ lệ đây là 1:2. 1:2 chúng ta phải nhẩm trước, ví dụ chúng ta đặt kẽm lên đây 0,3. Ta tính ra HCl phản ứng thì nó trở thành từ 0,6. 0,6 mà thằng HCl này có 0,5 à, chứng tỏ HCl hết, kẽm dư. Vậy thôi. Hiểu chưa? Ta thế số vô, như vậy số mol của kẽm dư sẽ bằng 0,3. Số mol ban đầu này, ban đầu kẽm là 0,3 này. Thấy không? Ban đầu này, còn phản ứng là vừa mới tính xong theo HCl này là 0,25. Bằng 0,05 mol. Ta kết luận đây là vậy. Sau phản ứng, kẽm dư và HCl là hết. Cái khối lượng của kẽm dư kem lấy 0,05 nhân cho 65 nha. Gram nha. Nó dư không với khối lượng là 3,25 gram. Vậy thôi. Xong rồi câu B. Được không? Nhớ là trong quá trình tính toán ấy, là chúng ta phải dựa vào thằng hết để tính nha. Tiếp tục câu C. Tính khối lượng muối kẽm cloro và thể tích khí hiro ở điều kiện tiêu chuẩn. Nghĩa là bây giờ chúng ta phải cần tính khối lượng thằng này và thể tích của thằng này. Mà khi tính ấy, thì chúng ta phải dựa vào thằng nào? Dựa vào thằng hết. Mà thằng nào hết? HCl này hết nè. Như vậy tỷ lệ đây là 0,5. Tỷ lệ 2:1 thì thằng này cũng sẽ là gì? 0,25 mol. Tỷ lệ đây là 1 mol. Là thằng này sẽ là cũng là 0,25 mol. Được không nào? Như vậy thì ở đây em ghi thầy là theo phương trình phản ứng. Ta có số mol của kẽm cloro sẽ bằng với số mol của hydro, và hai thằng này nó cùng bằng là 1/2 số mol của HCl, sẽ bằng 1/2 nhân 0,5 là bằng 0,25 mol. Sau khi có số mol của hai thằng này rồi thì chúng ta tính lên theo yêu cầu. Từ đây chúng ta suy ra khối lượng của kẽm cloro sẽ bằng 0,25 nhân kẽm bao nhiêu nhỉ? Kẽm là bằng 65 cộng cho 71 không? Clo là 35,5 nhân 2 đúng không? 136.
ta lấy 136 này em nhân cho 0,25, 34 gram đi. Suy ra thể tích của hydro điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng 0,25 nhân cho 22,4. Năm phẩy sáu lít được chưa? Đó, đó chính là toàn bộ cái bài 14. Bài này cũng khá là khó, chỗ chúng ta lập luận để suy ra số mol dư và hết rồi đó, ta ký hiệu ban đầu phản ứng và dư nha. Tại vì trong cái bài này người ta là yêu cầu các em tính cái khối lượng của kẽm, cái chất dư. Mà ở đây người ta kết luận thằng kẽm dư rồi thì phải biết được cái tính ra cái số mol dư của nó là 0,05 mol này, bằng cách lấy ban đầu trừ cho phản ứng. Cái cán người ta cho trên đề bài là gọi là ban đầu, còn cái cán mà dựa trên phương trình đó gọi là phản ứng, nhớ nha. Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip tiếp theo nếu mà rảnh thầy sẽ quay tiếp cho em cái đề số 3, còn không rảnh thì thôi thì em thông cảm nha. Tại vì thầy quay rất là nhiều môn và rất là nhiều khối lớp. Chúc cho em có kỳ thi học kỳ thật tốt. Bye bye các em nha. Ok.